Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình, và ngày hôm nay chúng ta trở lại trình đó là review ARK cao. Và hôm nay chúng ta đến với anh chàng đó là CDFF Suri H, đấy từ quân đoàn CDFF Cần Thơ, đấy, cộng đồng Free Fire Cần Thơ à. À, Suri, à, nghe tên nghe như kiểu con gái nhỉ, nhưng mà thực ra đây là một anh chàng. Đấy, à, mà bạn này hình như là sinh năm 2007 gì đấy, 2007, năm nay bao tuổi? À, 21 trừ đi 07, tức là năm nay là 14 tuổi à. Và năm nay 14 tuổi, bạn này có chia sẻ là cái tài khoản của bạn này ấy là được mẹ tặng cho. Vâng, phái trưởng, hồi xưa chúng ta có mấy tài khoản của con chơi chung với bố. Đấy, anh chơi chung với em, cháu chơi chung với ông nội. Đấy, bây giờ có hẳn cả tài khoản mẹ tặng cho con luôn. Đấy, nhân dịp được học sinh giỏi, chất lừ ngá ngừ ạ. À. Chất gọi là như nước cất luôn. Thì bạn này bạn muốn là xin được review. Ui, ông ai cũng dùng Skyler, không thèm dùng Chrono ạ. Vâng, ảo thật đấy. Thành viên không thèm dùng Chrono luôn. Không thèm dùng Chrono anh em ạ, mà lại dùng Skyler. Ảo thật đấy. Đấy, ảo ma Canada, Venezuela thật sự. Và thế các bạn này không dùng Chrono mà lại dùng Skyler. Tôi nghĩ là Chrono chắc là mới mua trong cái vòng quay nhân phẩm ở Chí Minh Gương hôm trước. Đấy, thì anh chàng này cũng có chia sẻ là chơi game Free Fire nên là muốn là được review để khoe với mẹ. Và lại một thanh niên yêu mẹ thật sự. Đấy, thanh niên này là muốn là được khoe với mẹ và để làm kỷ niệm món quà mẹ tặng. Và bây giờ tôi lần đầu tiên cuộc đời tôi thấy là có cả mẹ tặng cho con tài khoản game. Đấy, không biết là có chơi chung với mẹ hay không nhưng mà chất. Đấy, tôi nghĩ là mẹ bạn này cũng trẻ thôi, bạn này 14 tuổi, chắc là mẹ bạn ấy cứ cho là 20 tuổi sinh cháu đi, thì bạn này có khi là mẹ này có khi là tầm 35-36 tuổi thì cũng trẻ đấy, tầm 35 tuổi hơn tôi mấy tuổi thôi. Đấy, ảo ma thật sự đấy. Mẹ tặng con tài khoản để con chơi game, chất lừ ngà gừ ạ. Tài khoản này cũng xịn như là có ma buffet, có bộ bạch thổ này, đấy, bộ đầu thỏ chùm này, thiên thần nhạc rap này, mũ người tuyết này, hỏa sư tối thượng, đầu thỏ du kích ở đâu, tài khoản xịn phết quá, đồ chế tác luôn, đơn giản đâu. Đấy, công nhận là thanh niên này được của nó đấy. Thì bạn này kêu là hồi năm lớp 9, chắc là năm nay đến 10 rồi. Đấy, hồi năm lớp 9, hồi năm ngoái là học sinh giỏi, được mẹ tặng tài khoản game ạ, chất lương gáng ngừ ạ. Đấy, tôi nghĩ là các bạn nào mà đang có con thì cũng có thể nghĩ đến chuyện là tặng tài khoản game cho con. Đấy, không biết là tài khoản game này thì bạn ấy tự nạp tiền nên là mẹ bạn tự nạp tiền. Thế là chắc là mẹ bạn nạp tiền. Đấy, nhưng mà công nhận này, tôi thật với anh em mà nhiều ông có khi khoe quả clip này, khoe quả clip này bộ mẹ đánh vỡ mồm. Đấy, mẹ đánh vỡ mồm này chứ còn... Công nhận đâu anh em. Đấy, lại ra kêu là đây này, mẹ xem cái tài khoản này đi. Đấy, người ta học giỏi được mẹ tặng cho hẳn tài khoản game. Khéo bố mẹ đánh vỡ mồm. Đơn giản đâu. Đấy, đùa một chút vậy thôi. Nhưng mà để chúng ta biết được đấy là nói chung là trong xã hội chúng ta nó có rất là nhiều những cái người khác nhau. Công nhận là tôi nghĩ là mẹ bạn này là một người rất vui tính. Tại vì là học sinh giỏi mà tặng nó tài khoản game thì nhỡ nó ham chơi game quá nó lại học dốt đi thì sao. Đấy, thế là cái này tôi nghĩ là nó vui trong đầu thôi. Nhưng mà chắc là tôi nghĩ là chuyện đấy cũng không xảy ra đâu. Tại vì vốn dĩ ấy, là các bạn học giỏi ấy, thì hiếm khi các bạn học kém đi. Đấy, các bạn học kém thì có ví dụ như ngày xưa tôi đi học ấy, ví dụ như các bạn mà học kém ấy thì nếu mà ham chơi ấy thì hiếm khi mà học giỏi lên. Chứ các bạn mà đã học giỏi rồi, nói thật là người ta đã học giỏi là người ta đã có ý thức rồi. Mà người ta đã học giỏi rồi thì hiếm khi là người ta lại ham chơi đến mức là học kém đi. Đấy, đấy là theo phán đoán tôi như vậy. Còn nếu mà chẳng may anh chàng này có học kém đi thì tôi cũng chịu. Trở lại với cả cái tài khoản anh chàng này thì đồ đạc cũng được. Nói chung là đồ đạc cũng khá ngon. Có lẽ tài khoản này cũng không nạp nhiều tiền cho lắm, bởi vì lúc này chúng ta thấy là cái số lượng huy hiệu thẻ vô cực cũng không nhiều. Nhưng mà có 6 mùa liên tiếp thì mua thẻ vô cực. Đấy, tôi nghĩ là 6 mùa đấy là mẹ bạn ấy chơi. Còn 5 mùa thẻ vô cực gần đây là không mua thì có thể là mẹ bạn ấy có tài khoản khác. Đấy, nhưng mà bây giờ cũng căng nhỉ. Đấy, bây giờ tối bố mẹ tối lại chơi Free Fire với mẹ vào bắt vào leo rank thì thôi. Đấy, leo rank mà không được tốt thì khéo khi giận nhau. Đấy, khi mẹ cáu với con, ủy thế toàn lắm. Đấy, toàn lắm. Nói chung là chơi game thì cũng được, nhưng mà không nên chơi game phụ huynh. Cá nhân tôi nghĩ là như vậy. Đấy, ok con dê. Đây là cái gì đấy. Ok, chúng ta sẽ đến với cái tài khoản xem này, đồ nữ nào. Nói chung anh chàng này đồ cũng chả có gì nhiều. Paloma nào.
Paloma, đấy, đầu săn lùng tử thần, chị đẹp, điệu cười ghê rợn, chứng là từ thể vũ cực thôi. Đấy, cũng không có gì đặc biệt cho lắm, đấy, có bộ boxing queen cả, đấy, cũng được. Đấy, ui, quả đầu sừng địa ngục. Thì cái sừng này là lấy trong cái hộp riêng chứ lấy cái hộp độc quyền. Đấy, nhưng mà cái hộp đấy thì bây giờ thậm chí là chúng ta không cần mua thẻ vũ cực, chúng ta vẫn có thể mở được. Thì cái này cũng là một cái phần quà rất là xịn sò. Bên Nga Na cho tóc báo đen, bóng chảy nữ, Free Fire Max, tóc mohawk. Đấy, chúng mà đồ cũng xịn son bò, bộ đang mặc là bộ tử thần nữ nha anh em nhá. Đấy, đồ cũng được của nó chứ. Đấy, Venom này cũng là có chơi sự kiện free. Đấy, cũng cày sự kiện free. Tài khoản anh chàng này chắc là nạp khoảng vài củ. Đấy, vài triệu thôi. Thì bình thường là những cái bạn mà có gia đình rồi các bạn đi nạp thẻ cũng không nạp thẻ nhiều đâu. Chắc tài khoản này cũng có nạp cho vui vẻ. Đấy, chứ nạp vui vẻ bởi vì chúng ta thấy là một số những cái đồ thì cũng là những cái đồ khá cổ. Đấy, những đồ khá cổ cũng không phải là đồ mà gọi là mới gần đây. Nên tôi nghĩ là có khoảng 5-6 tháng nay, khoảng nửa năm nay, tức là từ khi mà mẹ tặng cho con tài khoản này. Đấy, thì là bạn này là cũng không nạp tiền thêm. Có khi là mẹ chuyển qua chơi game khác rồi nên có khi là con chơi Free Fire, mẹ chuyển qua chơi tài khoản khác hoặc chơi game khác. Không biết là chơi với cùng với mẹ thì tối có hai mẹ con có tổ chức leo rank tử chiến các kiểu hay không. Cả nhà leo rank tử chiến nha. Đấy, nhà có 4 người, đúng là một team tử chiến luôn. Nhưng mà như thế phải chuẩn bị 4 cái tài khoản, nó hơi mệt. Đấy, nói chung là đồ đạc thì cũng bình thường. Chúng tôi đã có phân tích rồi. Uầy, có quả quần thám hiểm lỗi lạc này. Đấy, quả quần thám hiểm lỗi lạc cũng được của nó đấy chứ. Chất lừn cả ngừ đấy. Đấy, chất đấy, chất của nó đấy. Mẹ tặng hẳn cho con một cái tài khoản chơi game Free Fire. Chất lừ ạ. Đấy, quá chất cho bạn được cân. Nhưng mà thế cũng được. Tại vì dù sao ấy, là tặng cái này thì cái giá trị sử dụng của nó này còn được lâu dài. Chứ còn ví dụ như bây giờ tặng đôi giày, nó đi được 3 hôm thì khéo lại rách, thì tặng bộ quần áo quên ngay. Đấy, nhưng mà tặng nó tài khoản game thì lâu còn vào. Nào, xem nào. Đấy, xem nào. Ui ôi, tài khoản mẹ tặng con mà có tên phép bậy này. Châu đẹp gái ạ. Ui, vâng, châu đẹp gái, khéo mẹ tên là Châu. Ông này chắc không phải tên là Châu rồi. Đấy, Inugami quần què, ôi yêu Châu, ôi trời ơi, tên pet bậy này. Vâng, tên pet là mẹ Châu. Vâng, tên pet bậy này, không biết là Châu là tên mẹ hay là tên bạn gái hay tên crush đó. Đấy, nhưng mà cái con mấy con pet này cũng từ khá lâu ấy, nên khả năng là Châu là tên mẹ của bạn này. Vâng, ui, ảo ma thật đấy. Vâng, nói chung là càng khám phá những cái tài khoản này tôi càng cảm thấy có những cái điều mà nó rất kỳ bí. Càng khám phá mình cảm thấy có nhiều điều nó kỳ bí anh em ạ. Đấy, Skywing, ba lô tử thần, ba lô lợn xề của ba lô lợn xề này cũng ba lô cổ đại lắm rồi đấy. Đấy, hòm sắc Fuji. Cái này cũng là từ cái thẻ vũ cực cách đây cũng lâu rồi. Đấy, ui, xe đa năng này, xe thể thao. Ui chất nhờ, xe neon vũ trụ luôn này. Đấy, xe này em chưa là nạp thẻ được nhận đúng không anh em? Đấy, được của nó đấy chứ. Tài khoản này nói chung là không nạp nhiều. Chắc là sau khi mà mẹ cho con ác thì lâu vẫn chơi. Đấy, lâu thì chắc là vẫn có đầu tư. Uầy, đây là trang phục, đây là súng này. Đấy, M4 là một hàng băng độc dược thì là cái khẩu gọi là cho không biếu không, khẩu gọi là quay vui vẻ. Đấy, AK tình yêu, Moco thức tỉnh, Samurai rồng. Đấy, M14 pháo hạng, nó không có đồ gì đặc biệt. Ôi, Ska có Ska cổ đại đấy. Đấy, tôi tưởng khẩu này không ai chơi. Và có cả Ska cắm bắp đen level 2 luôn. Chết. Đấy, Maxim thức tỉnh. Đấy, rồi sớm nói chung khẩu Ska cổ đại này ngon. Đấy, Groza Buya, pha mát giả kim. Đấy, pha mát nhuốm máu. Pha mát giả kim, không có pha mát mặt cả rồng à. Khổ thân, AN94, úi trời, AN94 tia chớp bão táp. Đấy, khẩu này cũng thuộc hàng cho không biếu không, mà bắn cũng được. Đấy, phải nói là bắn cũng được chứ không phải bắn thôi đâu. Đấy, bắn cũng khá là ok la đấy. AUG băng giá, khẩu này chắc là nạp thẻ được nhận đúng không ta? Hay là khẩu phẫn nộ nhỉ? Tôi không nhớ lắm nhưng mà tại khai tôi nhớ là khẩu này nó cũng rẻ thôi. SKS sao hỏa và SVD chim gõ kiến, kiến gõ chim, M60, UMP thảm họa. Ui, có cả MP5 phẫn nộ kìa. Và có cả MP5 phẫn nộ kìa anh em, ngon. Và tài khoản này MP5 bản tới mà có kia skin hay tốc độ bắn phải gọi là chất lượng luôn, vì MP5 phiên bản tới sẽ được tăng cho ta, đó là tốc độ bắn. Đấy, MP mới mãng xa level 3 chất.
đây, Thompson quỷ rơi, vậy là không có súng nâng cấp đâu. Cũng có súng nâng cấp, ui, Long Tộc cũng có này. Vâng, sao ta lấy khẩu level 1, level 2 chơi làm gì? Đấy, cố level 4 đó bạn ạ. Vâng, mấy khẩu Long Tộc, mấy khẩu shotgun này cố level 4 nó khác hẳn. Đấy, chỉ có mấy khẩu tiểu liên là cầm level 1 thì nó mạnh hơn thôi. Đấy, cầm level 1 nó mạnh hơn, còn mấy khẩu shotgun với súng trường thì phải level 4 đổ lên. Và thậm chí phải level 6 thì nó mới có sự khác biệt. Đấy, có cả tông bay này, được của nó chứ nhỉ? Được của nó chứ, băng quyền, liệu phóng xạ. Đấy, liệu phóng xạ, mà ông này tên là CDFF Suri. Suri nghe tên là con gái anh em ạ. Đấy, mà mặc dù là một thanh niên trai. Đấy, không biết bạn này bạn trai bạn gái nhỉ, tôi cũng không biết nữa. Đấy, tại vì là tôi chỉ nhớ là bạn này bạn chỉ ghi rất ngắn gọn là review để làm quà tặng cho mẹ. Thế thôi, tôi ấn tượng thì tôi vào review luôn. Đấy, tôi cũng quên mất, tôi không hỏi bạn này là nam hay nữ, rồi tôi quên mất. Đấy, có khi là hai đây là mẹ và con gái chơi với nhau cũng có thể. Đấy, ủy quân đoàn cộng đồng Free Fire Cần Thơ yêu cầu trên 16 tuổi đi offline thường xuyên à? Gạt thế, đâu xem trưởng quân đoàn ông nào nào. Đấy, CDFF Gen à, với cả anh XO. Đấy, CDFF Gen à, Gen trông giàu có đấy, trông đầu có quả mặt nạ. Ui, vâng, có luôn cả trang phục luôn. Chất lờ con cá ngừ anh em ạ, có luôn trang phục chiến thần phong cách luôn. Ui, rút ngay ra quả gọi là hàng nóng, quả lưỡi hái hàng nóng luôn. Đấy, ui dù hôm nay cũng nhà giàu này. Vâng, nhà giàu. Ui, 227 huy hiệu mà chưa có thể vũ cực luôn. Chất. Đấy, chốt xong con đoàn này vắng ấy nhở, có 22 người anh em ạ. Anh em ở nào mà Cần Thơ thì vào con đoàn này cho nó đông đảo lên nhở. Vâng, con đoàn này trông chủ con đoàn với phó con đoàn trông chất lượng như thế này mà con đoàn lại hơi vắng, có hai sụt người chơi với nhau ạ. Và kinh của nó đấy, được của nó đấy. Đấy, ui giời, ông này còn bị cảnh báo 2FK anh em ạ. Chắc là đang chơi thì bị mẹ ganh. Đấy, đang vừa học vừa chơi thì bị mẹ ganh. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Kim Minh, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha. Link để review tài khoản để mình có để email đó, anh em chú ý là tránh một số những email lừa đảo. Đấy, anh em nhìn kỹ email mà tôi để ở bên trong cái phần mô tả để biết nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.